còn bao lâu hay muôn đời nuối tiếc đêm cuối cùng bên nhau, biết anh sẽ buồn vì thuyền em không rời bên, biết anh sẽ vì mình chẳng. Em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Radio nha. Clip hôm nay thì em sẽ giới thiệu và báo giá với anh em là một cái cặp loa đồng trục của Billner có model là BAX A20. Cặp này là cặp loa đồng trục ha, full RAN nha anh em nha, đó, full RAN made in Japan ha, sản xuất tại Nhật nha anh em. Dòng này thì em bán rất là nhiều hàng rồi anh em nha. À, giá mấy cặp trước là 6 triệu một cặp đó anh em. Cặp này thì em thanh lý ha. Em thanh lý chỉ có 4 triệu rưỡi thôi. Anh em nào mà mình mua cặp này về chơi thì chắc cam là vô địch trong tầm giá luôn rồi anh em nha. Đó, tại cặp này thì giá bình thường nó là 6 triệu ha. Thì mấy cặp trước về thì em đã bán hết rồi. Thì cặp này nó về thì nó hơi trục trặc xíu cho nên là em thanh lý xả nha. Em thanh lý xả, cặp này là hàng mới về nhưng mà em thanh lý luôn ha. Cho anh em nào mình có nhu cầu thì mình chơi những cặp này thì nó rất là hay trong tập tiền đầu tư nha anh em. Đây là một cặp loa đồng trục của Billner BX-A10 A20 ha, A20 là bass 20 đó anh em nha. Thì con này là loa là tất cả là nguyên zin ha, nguyên zin hoạt động tốt. Nhưng mà vì nó sản xuất khác lô anh em nha, nói chung một đời loa, chung một model loa nhưng mà chắc nó sản xuất khác lô hay sao đó. Thì hàng về nên mình thấy là cái màn nó hơi khác màu ha, màn nó hơi khác màu. Thì con này đo đường kính cả tay luôn ha, cả tay luôn là 23 phân hơn ha. Đó, 23 phân hơn xíu. Còn đo cái vành tròn ha, cái vành tròn ở trong á, là em nói được 21 phân nha. Còn đo phủ ra ngoài luôn thì nó tầm 22 phân ha. Phủ ra hết cái cạnh luôn là tầm 22. Còn trong tròn này là 21 ha. Con này là sử dụng là màng giấy ha, màng giấy gân vải lụa nha. Gân vải lụa rất là mềm nha anh em, gân vải rất là mềm. Gân này thì nó rất là bền theo thời gian nha. Billner họ làm cái gân này thì rất là bền theo thời gian và chép kèn ha. Chép kèn gan 6 lỗ nha anh em. Cặp kèn này không thì mua cũng mấy triệu rồi anh em nha. Đó. Anh em mình mua cặp kèn gời kèn gan 6 lỗ này không thì cũng đã mấy triệu rồi ha. Kèn gan này tiếng rất là hay. Và cặp này thì em thanh lý nguyên cả cặp luôn ha. Cả cặp đồng trục Billner BX A20 này thì giá là 4 triệu rưỡi nha, 4 triệu rưỡi. Thì anh em mình mua cặp này về chơi thì đảm bảo là ngon bổ rẻ luôn ha. Nói chung là nhìn cũng còn mặt tiền còn khá là đẹp luôn anh em ha, khá là đẹp luôn. Anh em nhìn kỹ sẽ thấy nó hơi khác màng chút xíu thôi ha. Phải lại cái chỗ này nó có hơi bị cấn nhẹ nha anh em nha, không ảnh hưởng gì hết nha, hoạt động tốt nha anh em. Em quay cận cho anh em mình xem nè. Đó. Là lo hoạt động tốt ha, nguyên zin nguyên bản hoạt động tốt, không ảnh hưởng gì về chất âm nha. Chất âm hai lo là giống nhau ha. Thì giờ nói chung một model lo nha anh em. Đó, rồi. Và cái Billner BX-A20 này nó thật sự nó rất là nhiều hàng anh em nha, chứ không phải là ít. Billner này họ hãng người ta sản xuất rất là nhiều lô luôn ha, rất là nhiều lô luôn. Nhưng mà vì ở Việt Nam mình nó ít hàng á, là cái dòng này tiếng nó quá hay ha. Ở bên Nhật người ta sở hữu được á, người ta ít có bán ra nha, cho nên là ở thị trường Việt Nam mình anh em mình thấy là nó khá là ít nha. Nói chung là ai mà sở hữu được cặp này là ít có bán ra lắm anh em ha. Cặp này tiếng rất là hay luôn, dòng Billner BX thì tiếng rất là tuyệt vời ha. Bởi vì anh em mình thấy nó rất là ít trên thị trường, chứ thật sự ra là nó có rất là nhiều hàng Billner họ sản xuất cái dòng này rất là nhiều nha. Đó. Tất cả là nguyên zin nha. Thì nó sản xuất khác lô nha, sản xuất khác lô anh em mình thấy lo là nguyên zin nguyên bản nha, keo chỉ là nguyên zin. Thì nó sản xuất khác lô cho nên là cái màu keo của nó cũng sẽ có khác chút xíu nha, nhưng mà nguyên zin nha anh em. Đó. Nguyên zin nguyên bản hoạt động tốt nha. Billner có đời họ sản xuất cái dây gâu nó nhỏ hơn nữa anh em nha, cái đời này dây gâu nó to hơn và nó màu bạc nè ha, đó. Không biết bên trong nó có đồng hay không nữa em, đó vẫn cũng chưa có cơ hội để mà kiểm tra nha, cái chưa có loại zin này thì không kiểm tra được rồi nha. Thì có mấy cái đời là dây gâu vàng ha, dây gâu vàng mà nó nhỏ hơn, còn đời dây gâu bạc mà nó to hơn nè, rất là nhiều đời nha anh em nha, rất là nhiều đời nhưng mà nguyên zin nha, nguyên zin nguyên bản hoạt động tốt nha anh em. Anh em mình nhìn nói chung là em quay vậy thì có rất là nhiều, anh em mình xem, anh em mình sành chơi hàng bãi thì anh em mình biết hết rồi ha. Đó. Thì vì nó khác cái model, xin lỗi anh em mình, khác cái đợt sản xuất, ví dụ đợt sản xuất tháng này rồi đợt sản xuất tháng kia ha, thì nó có khác nhau xíu thôi nè. BX-A20 này ha, full RAN 8 ohm 10W mát 20W nè ha. Những cái dòng mà ghi mà công suất nó nhỏ vậy thật sự tiếng kêu không nhỏ đó anh em nha. Những cái dòng mà số watt hãng ghi nó nhỏ vậy là độ nhạy nó rất là cao. Anh em mình chơi những con amply đèn nè hoặc là những con amply công suất nhỏ thôi tiếng cũng rất hay nha. Đó, độ nhạy nó cao thì nó sẽ kêu cái tiếng rất là to chứ nó không có nhỏ nha. Mặc dù là hãng ghi số watt rất là nhỏ ha. Tem thì giống nhau, cũ xương đồ giống nhau hết luôn anh em nha. Chỉ khác về cái màn chút xíu thôi. Còn bên đây cái màn hãng người ta có quét một lớp gì vàng vàng nè. Bên đây là không có quét nha anh em nha. Không có quét nhưng mà nguyên zin nha. Nguyên zin nguyên bản nha anh em. Đó anh em mình thấy nè. Đó. Thì nó sản xuất khác lô ha, chung một model lo, nói chung là chất âm giống nhau, hai chất âm giống nhau. Đó, anh em mình thấy nha. Đây, Billner đây ha. Trên đây có dập chữ Billner luôn. Rồi, và bộ phận con lo đây nha, con lo. Đó, anh em mình thấy nha.
con làm đảm bảo nguyên zin nha, tại vì hàng này là ngày xưa hãng người ta sản xuất mấy chục năm rồi, cho nên là có đời nó keo nó không đều là chuyện bình thường nha. Nó như cái lô này là hãng sản xuất cái keo nó không đều nè ha, cái keo nhìn là có vẻ nó không đều lắm nha. Đó, cái lô này sản xuất rất lâu rồi anh em nha, sản xuất rất lâu rồi. Đó. Còn cái đời bên đây thì cái keo nó đều hơn nè, cái lô bên đây hãng sản xuất cái keo nó đều hơn nè. Nhưng mà lo thì mình đảm bảo nguyên zin nha, chất âm hai lo là giống nhau nha anh em, chất âm hai lo là giống nhau ha. Thì có nhiều anh em mình xem không kỹ, anh em mình nghĩ về là thay ha, thay màn nhưng mà không phải đâu anh em nha. Đó. Đó, lo là nguyên bản nguyên zin nha. Đó. Không ai mà thay cái màn cấn vô hết trơn anh em nha. Đó. Đây. Với lại thợ bây giờ người ta làm thì nói chung là thợ cứng thì người ta làm rất là đẹp nha. Đó. Còn lo nguyên bản thì có đôi khi keo nó lem nhem vậy đó, nhưng mà là nguyên bản nha. Đó, anh em mình yên tâm ha. Rồi, cặp lo đồng trục này Bioner BXA20 này ha. Cặp này thì em thanh lý 4 triệu rưỡi nha, 4 triệu rưỡi thôi. Đó, cặp kèn gang này thì anh em mình mua cũng đã mấy triệu rồi ha. Nguyên cặp này thì em thanh lý 4 triệu rưỡi. Thì chất âm hai lo là giống nhau anh em nha. Lo là nguyên zin, chất âm hai lo giống nhau ha. Nói chung là về chất âm và mặt tiền thì nó cũng mặt tiền thì cũng khá là giống nhau luôn anh em nha. Mặt tiền thì nói chung là anh em mình lên thùng để mỗi cái bên thì cũng khó nhận ra lắm, tại này em đang để kế bên nha, em đang để kế bên. Đó. Thì chất âm là hai lo là giống nhau hoàn toàn ha, tại vì nói chung một model lo nha, nó xương lo hay là chép đâu là giống nhau ha. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em. Và clip em xin được kết thúc tại đây. Em xin chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong một clip tiếp theo nha.